mấy cái động từ nấu ăn nấu nướng á đúng không? À, chiên là gì em? Fry. Fry. À, lột vỏ. Hả? Feel, Pure. feel, Pure. feel, Ok. Rồi, thêm vô. feel. Thêm. À, thêm vô. À. Add. At. Okay. Add. Rồi, nữa A, nữa E đó. Rồi, at. Here Add. go. At. Rồi, còn chặt. Thái ra thì sao? Thái ra thì sao? Cắt á, cắt á. Cách Cut. Còn cách nào khác nữa không? ừ. Chop. Chop. À, thái hành á, thằng nghĩa là sao? Thái hành là chop Ừ. the onion. Thái lát là gì? Thái lát. Slice. Rồi, đổ vô là sao? Đổ Đổ vô là Pour, Pour. pour, Pour. pour, pour. Here we go. Pour, pour. Pour, Pour. pour. Rồi. Scramble là đánh là trứng. Scramble egg là trứng đánh. Đó. Scramble egg. Scramble egg. Okay. Đúng Trứng bát là trứng trứng đánh đó. Còn nếu mà trứng ốp la thì mình gọi là sunny side up. Ở bên đó là omelette đó đúng không? Kêu là omelette đó đúng không? Omelette. No. Đây. omelet. Đấy. Omelet. À, omelette nè, đấy. Cũng là trứng ốp la. Cái này thì không phải là trứng ốp la mà cũng là trứng tráng thôi. Trứng quánh lên xong tráng thôi. Còn nếu mà trứng ốp la như mình đó là sunny side up. Có nghĩa là cái phía mà có mặt trời á, thì đưa lên trên cao. Em biết mặt trời trong này là cái gì không? Nhìn này giống gì mà có gì giống mặt trời. Để trứng ốp la. Ừ, nó có cái lồng đỏ nó đưa lên á, nên người ta kêu là nó là mặt trời, là sunny side up. Sunny side up Sunny side Sunny and mà có nắng lên trên nghĩa là trứng ốp la. Ngạc nhiên side chưa? Thiệt là dễ thương quá đi. Rồi. And alright, so add pure pour cut ha. Rồi rau củ là gì em? vegetable. À, vegetables ha. Rồi mình có cook, rồi có cái chảo là gì? Hả? Pen, Pan. Ok, pan. pen, Còn cái chảo sau pen, lòng thì sao? pen, Là cái chảo nước sốt á. Chảo tên là chảo nước sốt á. pen, À, sauce pan. Huh? sauce. Yeah, right. Saucepan and cup quart pan, peanut jelly Sauce. sandwich. Ok, một hai bài thôi. Sings quietly. Ok, let's see. Ở đây có nhiều người ta làm bài miễn phí cho mình làm sướng ghê. À, ví dụ như thế này là động mấy này là hơi khó nha. Nướng là gì? Nhanh 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 nhanh. Em biết tiệm bánh không? Tiệm bánh là bakery, bake ha. Ừ, nên baker là người nướng bánh nè. Đấy, bakery là tiệm bánh nè. Bakery. Bakery. À, nên đâm ra cái người mà ở trong cái tiệm nướng á là người làm bánh á. Bakery. Bake. Bakery. Ở dưới này thì tương tự ha. Ở đây là bake. Ở đây là baker. Đó thôi. Đấy, thợ làm bánh. Rồi. And
Cái này chọn nguyên liệu rồi. Hơi bị khó. Rồi, ở đây là gì? Boil, stir, add hay chop? Chốt. Chop hả? Giờ để coi. Yeah. And cái này, what's this? Mài hay là... Cái này ở Việt Nam mình kêu là gì ta? Thái sợi. Treat. Lại bắt đầu mèo mèo mèo. Great. Giống như chữ tuyệt vời ấy, em nó trùng âm với chữ tuyệt vời luôn á. Great là ấy. Great. Cái động từ là gì nè. Này phải nói sao mới dễ hiểu ta? Là cái đồ mà đây là làm sao em bào sợi đúng không? Động từ là bào sợi. Ok, tiếng Việt mình cũng gãy mới. Rồi cái này làm gì? Tan chảy ra. Point. Boil là luộc, melt tan chảy. Melt. 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 Nghĩa là melt water. Yo. Melt. 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 Ok. Melt. Rồi, cái này thì sao? Miss. Miss. Ok. Cái này thì sao? Đổ vô. Pour. 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 Okay. Pour. Cái này. Khuấy. Đấy là loại trừ đi. Stir. 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 Yo. Stir. Nướng. Nướng. Nướng là bake. Bake. Okay. Rồi, lột. Boil. Boil. Okay. Rồi. Chin. Fry. Fry. Còn cái nữa là hình như còn cái chưa làm. Rồi. Cho vô. Đổ vô. Cho vô. Thêm vô. Thêm vô. Add. Add. Okay, that's it. Tàn thân. Thế thôi. Next. Hamburger rồi, thirsty rồi, spicy, sweet rồi, ok, spicy, sweet, chili, India. Ở đây người ta cho mình học một vài chữ thôi, nhưng mà để mình học hết thì mình sẽ có là seasonings, spice. Thì ở đây mình có nè, gia vị, và nói chung hai cái này đều là gia vị. Thì season, season không á nha em, gọi là mùa. Season. Season. Mình có mấy season một năm? How many seasons a year? How many seasons a year? Four seasons. What season. Is that? What are they? Huh? What are they? What seasons are they? Mùa gì? Spring. Mùa thu là gì? Fall. 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 Ừ, nó là chữ té luôn á. Nhưng mà danh từ nó là mùa thu. Đây là của người Mỹ nha, còn của người Anh là autumn. Rồi, ừ, anh là như vậy nè. Autumn. Nhưng mà mình là dân Mỹ. À quên lộn, mình học tiếng Mỹ. Ở lâu quá tưởng mình là dân Mỹ. Lộn, sorry. Mùa đông là gì? Mùa đông là gì? Winter. Winter. Rồi hết rồi đó. Summer là cái cuối cùng. Thì season này á, nó lại ra seasonings á, nó lại không phải là mùa, mà nó lại là gia vị. Như thế này nè, đấy. Ha, seasoning và spice. Thì hai cái thì cũng gần gần như nhau. Seasoning and spice nè. Đấy, gia vị. Ok, đó, tàn thân. Ở trong này có onion powder, bột, hành, kiểu vậy á. Hay quá ha. Rồi, and so vậy thì mình sẽ, ủa nhưng mà mình đâu học gia vị đâu, mình học hương vị, flavor. Flavor. Yo.
Flavor. Okay. Flavor. Flavor. Okay. So what ice cream flavor do you like? What's your favorite ice cream flavor? Chocolate, vanilla, chocolate chip, Vanilla. cookie dough, Vanilla. 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 Okay. How about chocolate? Not really. Không thích lắm hả? Okay. Cookie dough là bánh cookie nè. Cookie and ice cream. Nên là and nè em. Phía tắc á. Cookie and ice cream là cookie và kem. Vanilla hoặc là French vanilla. Như là Strawberry không? strawberry luôn Cũng được. Hay là cũng được. chocolate chip thì sao? Chocolate chip là gì? Cái chip là mấy cái nhỏ nhỏ vậy nè. Chocolate chip với cái vụn sô-cô-la. Đấy. À. Camera salt. Salt là cái gì em? Đường muối hay là bơ tỏi? Salt. Yes. Muối. À muối. Salted caramel có nghĩa là caramel mà thêm muối vô á. À, giống như là salted coffee ở mình á. Salted coffee. Hoặc là salt coffee á. Salted coffee. Em thử này chưa? Dạ chưa, nghe nói hot lắm mà nghe chưa thử. Yeah, salted coffee nè, ở Huế specialty nè. Chị chưa? Chị thử chưa? Chị chưa? Chị chưa luôn. Chị đi xa thời đại lắm em. Salted coffee nè. Specialty. 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 Okay, that's right. And what's your what's a Đà Nẵng specialty? What's Đà Nẵng specialty? Đặc sản ở Đà Nẵng là gì? Nè, đặc sản là gì đó? Seafood. Đà Nẵng là gì? Chắc là seafood. Yeah. Seafood. À, seafood dạ đúng rồi. Maybe. Nghe biển thì chắc toàn seafood. And all right, bây giờ mình có cái flavors ha. Ngoài flavors ăn kem thì có flavors nha. Thì mặn, đắng, cay, chua, ngọt á thì em biết bao nhiêu từ? Mặn đi. Mặn là cho chị xin một phút. Nó có cái chuồng gì? Nó có cái chuồng nó chứ. Cho nó ra ngoài á, cho nó đi đỡ đỡ kêu á. Cuối cùng nó quằn quại, nó kêu réo. Ok, bây giờ mình sẽ có những cái hương vị như là sour. First of all mình có là sour. Thì em đoán thử coi mình có lemon is sour thì sour nghĩa là. Welcome to practice easy English. An acid taste like lemon. Sour. Rồi, đọc ha. Sour. Sour. Having an acid taste like lemon or vinegar. Okay. Có hương vị là acid là chua chua như là chanh và vinegar. Giấm ha. Sour. And sour. Lemonade sour. Lemonade là gì em? Chanh vàng. No, 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 no. Lime. Lemon là chanh vàng. Nhưng lemonade là cái gì? Và cái này nè. Lemon water. Nước chanh. lemonade. Is the lemonade sour? Yes, the lemonade is quite sour. Okay, repeat please. Is the lemonade sour? Đọc lại đi. Xem. Is the lemonade sour? Đọc lại đi. Yes. The lemonade is quite good. Quite sour. Sour. Okay. Next, and gala sweet. Sweet. Nó viết vậy nè. Sweet.
Rồi, đọc giùm chị Sweet. 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 Nhanh lên, sweet. Sweet. Đây Sweet. là sour. 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 Yeah, Sour. sour, sao nhẹ nhá, sour. Sour. Rồi, next. Sweet. Sugar. Is cake sweet? Do you like sweets? Do you like sweet cake? Do you like sweet cake? Anh có thích sweet không? Ừ. Dạ thích. Right. Nghe lên. Ok, everybody likes sweets, Yeah. right? Ai cũng thích đồ ngọt hết, nhưng mà vấn đề là Sweet. ăn như thế thôi. Yes, the cake is very sweet. Very sweet. Cái này là Unripe. unripe, chưa chín. Thôi, mình không học cái này. Ripe là chín. And chữ rotten là hư luôn rồi. Stale là chắc là mốc. Còn cái này là fresh. Fresh là tươi. Đấy, em cứ để ý mấy cái chữ trên cái hộp đồ rau củ á. Rồi, ở đây mình có. Having is spicy. Rồi, spicy là gì? Chilies are spicy. Spicy là Cay. Cay. chili á thì nó spicy. Đấy. Hoặc là nó hot á. Trái ớt mà nó còn hot. Having a strong hot Trái flavor. ớt mà nó còn hot hơn mình á. Mình không hot tí nào. Spicy. Spicy. Spicy, Okay. Tacos. are these tacos spicy? Okay, are tacos spicy? Tacos có spicy không em? Nhà không No. thì không biết. Tùy. Yeah, Chưa ăn. quite Are these spicy? spicy. Bitter. Bitter em nghĩ nó là gì? Mấy cái mức đắng này nè. Thì nó Dạ, đáng rồi. bitter. Tên nó nói lên tất cả rồi đó. Okay. Nè. Bitterness là sự cay đắng. Bitter, bitter. Rồi, can you, Bitter. what is bitter? What is bitter? Hả? Có gì bitter em? Suy nghĩ xem. Đáng là không Ủa qua được. nè. Nó được gọi là Hoặc không. nè, bitter melon. Ừ. Bitter melon. Bitter melon. Melon là những cái trái nào mà nó là dưa thì nó là melon. Thí dụ như watermelon là dưa nước á, nghĩa là dưa hấu. Còn cái này là sunny melon thôi. Cái này là melon ha. Đấy. Ba quỷ này mắc như quỷ gì. Crown melon. Rồi. And salty. Salty. Slightly salty. So salty là Mặn. ok. And mild, nhẹ nhẹ. And savory là mặn mặn nha. Tangy này thì rich là rất là juicy. Juice là nước, nước ép ha, nên juicy là hơi hơi mọng nước. Đấy. Crispy là giòn. Rồi mấy này được rồi. Cái này cũng cần biết. Từ từ biết sao cũng được. Next. Thì trong bài này nó sẽ có spicy. Em còn nhớ spicy không? Spicy. Chili Nhận spicy nè. cay. Rồi, sweet dễ rice pudding. Pudding là mấy cái bánh mà nó bánh bánh pudding đó các em. Nè, bánh này nè. Đấy. Là pudding nè. Là bánh gì đây? Bánh gì? Ăn bánh bờ lăng á, bánh bờ lăng á. Pudding hoặc được gọi là đây nè. Đấy. Đấy. Caramel pudding nè. Rồi, bây giờ thì nó sẽ có cái gọi là rice pudding. Chị cũng biết luôn á, lần đầu tiên chị biết là có cái gọi là rice pudding luôn á em. Oh my goodness. Nghĩa là bánh bằng gạo hả? Hay vậy?
Trời ơi là trời. Interesting. And alright. Next mình có curry là món gì em? Do you like curry? Indian curry không? Em có thích Indian curry không? Indian curry. Đây. Ấn Độ gì? Món gì của Ấn Độ? Muốn À. ăn đồ. Dạ, muốn À, curry. Do you like curry? curry, Hả? Huh? Do curry. you Curry. No. like curry? Thích không? Why not? Indian Indian curry. curry. Why not? Huh? Nếu Why not? So, why? Why? Nó muộn, nó hôi quá hả? Hay là mặn quá? nhìn vậy như nói với em cũng chưa ăn món món của Hay Ấn là mình nói Độ về nhìn Vietnamese curry đi. Còn Vietnamese curry lại thì thấy sao? nhiều á, bốc 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 nhiều á. Hả? Sao em? Thôi mình đổ Ý qua là nhìn á, Vietnamese đi. Ấn Độ nó À. Ấn Đây. Nhìn nè, tự nè. nhiên Mấy cái món mà như vậy là phải nấu sệt sệt, xong rồi lấy cơm trộn á, xong rồi lăn lăn bóc ăn. Đấy. ấm Ừ, thích vậy á. Ok, how about Vietnamese chicken curry? She like it? yeah. Được không? Cũng được Yeah. đúng không? I like. À, nó là coconut đó, coconut juice, nghĩa là cốt dừa hay là coconut milk. Đó, thì đáng lẽ là phải có kiểu coconut milk vậy nè để cho mọi người cùng biết là ở trong cà ri Việt Nam mình có sữa dừa, nghĩa là nước cốt dừa. Trời ơi nó béo. Nè, Vietnamese chicken curry with coconut milk. Nó béo lên tới não ấy em ơi. Rồi, and next. Alright, chili. Chili là gì? Chili là cái thứ mà nó spicy á. Đây. Nóng cay Là gì? Đây nè. Cái này là chili nè. Chilies. 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 Ừ, chilies. Huh? And Chilies. India, mình vừa mới nói xong Indian curry là cái nước bóc bóc á. Vậy thì India Yeah. là Ấn Độ. ừ, tính từ của nó là Indian, ha, danh từ là India là nước, còn tính từ là Indian, nghĩa là thuộc Ấn Độ, như là tiếng Ấn Độ, người Ấn Độ. Sau. Say. One. Spicy. Yo. Spicy. Two. Sweet. Sweet. Three, rice pudding. Rice pudding. Four, curry. Curry. Five, chili. Chili. Six, India. India. That's good. Rồi, here, bây giờ mình có nha. Listen, mình có the US. Thì the US thì nó có nhiều cách nói lắm. The US, the USA, the States, the United States. Rồi, đây, đây là các nước nói về Mỹ là the America. Không, America thì không tính. American thì mới là người Mỹ, còn America thì là trong Mỹ luôn. So, đây là các nước nè. The US, the USA, the States, the United States. Đấy. À, US, là USA em. The USA. 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 Ừ, sợ với ai thành sầy ha. Còn cái này là Gulf States. States, the States. States. Yeah, and the United States. The United United States. States Senate. Rồi, Senate là Thượng viện. Nhưng mà thôi mình cứ the United States đi. Rồi, thế thuộc Mỹ theo là người Mỹ sẽ American. Đấy, ha, người Mỹ.
American. I'm not American. And American. American. ừ, nhưng mà tiếng Anh thì là English chứ không phải là American, tại vì tiếng Anh là của người Anh đem qua bên châu Mỹ. Đấy. Nói tóm lại là từ bên đó đổ bộ qua. Rồi, so England, English, Britain, British. Đấy thì nước Anh á, hoặc là the UK có nghĩa là the United Kingdom. Nghĩa là cái vương quốc Anh thì á nó England nè, cái England là vùng đất nè, England là nước Anh là Britain, British, the UK là có nghĩa là the United Kingdom, tất cả cái này đều là nước Anh nhưng mà người ta có phân biệt ra giữa nước Anh riêng và nước Anh gộp giữa Scotland và xứ Wales. Nhưng mà mình không liên quan nên mình cũng khỏi cần biết, từ từ mình chỉ cần học được tiếng Anh thôi cái đã. So England. yeah. England. Ừ, nhớ gần g nhẹ ở dưới giữa ha, England, England. Đấy, England. England. English. English. And Britain, Britain. Đấy. Britain, Britain. Cái nào mà chị ghi chữ N á, có nghĩa là danh từ nha. Ha. Còn cái nào mà ghi chữ A ha, có nghĩa là tính từ. Nên cái gì mà thuộc Anh như người Anh, thuộc Anh, tiếng Anh thì nó sẽ là chữ A. Như là mình English này nó vừa là danh vừa là tính nè. We speak English. Right? We speak English but we aren't English. Mình nói tiếng Anh nhưng mà mình không phải là người Anh. Đấy. Rồi. And mình có India, Indian. Rồi thế thôi. Giờ listen. Listening. Listen and circle. Look at the picture. Food from around the Today, we're learning about food from around the world. From around the world. Nghĩa là gì em? From around the world. Là từ đâu? World là gì? From World là này nè. Thế giới. world. Vậy around the world là tròn tròn xung quanh thế giới, nghĩa là từ khắp thế giới. Đấy. From around the world. Yo. From around the world. À, đọc chữ này nè. World. 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 Okay. And today we are learning about what? Today we're learning about food from around the world. Learning about what? Học gì em? We're learning about food from around the world. Học gì em? We're learning about food from around the world. Học nói anh. No, cook hay food hay là drink? We're learning about food from around the world. Food. Food. Great. This is rice pudding. What's rice pudding? It's a dish from the UK. Okay. What are you talking about? Huh? What are you talking about? Are you talking about curry, chili, rice pudding, hay là chicken? It's a dish. Now, listen. Miss Brown, what's rice pudding? Great. This is rice pudding. What are you talking about? Rice pudding. Yes. What's rice pudding? It's a dish from the UK. It's a dish. Do you remember dish? Dish nó bằng với plate. Plate là gì em? Dĩa, muỗng hay nĩa? Đây. Dish nè, plate là gì? Dĩa. Nhưng ngoài ra cái dish nó còn có nghĩa là cái món nữa. Ha, Vietnamese dish nghĩa là hoặc là Vietnamese dishes là những cái món Việt Nam. Dish, Dish. dish,
plate. Yeah. Plate. 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 Okay. So, Vietnamese dishes. Now, Vietnamese dishes. Vietnamese. Vietnamese dishes. Okay, tell me some Vietnamese dishes you like. What Vietnamese dishes you like? Do you like? Em thích món nào? Vietnamese food and dishes nè. Món ăn. Phở. Bánh mì. What else? Sâu da khét không? Bánh đậu nành hả? Cái đậu xanh phải là mưng mưng bean cake mới đúng. Ha? Baked mung bean cake. Baked mung bean cake. Đấy. Phải nó phải như này mới đúng nè. Đấy. Ôi giời ơi, thiệt là hành hạ nhau. Rồi. Okay, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây là mung bean cake nè, bánh đậu xanh nè. Đúng không? Mung bean cake. Nhưng mà bánh đậu xanh ở Việt Nam nè, đấy, bánh đậu xanh nướng nè. Trong tiếng Anh là baked mung bean cake nè, đó thấy không? Đấy, baked, baked, bánh bị nướng, mung bean cake. Bánh đậu xanh nướng. Do you like baked mung bean cake? Do you like it? Yeah. Huh? I like. Có không? Yeah, có. Yes. I do. Ở đây cũng là Vietnamese baked mung bean cake nè, bánh đậu xanh nướng này nhìn giống. Yeah, I like Swiss. Actually, I like Swiss, but it's unhealthy. Sweet, thích đồ ngọt, but it's unhealthy, and so I don't eat that very often. Yeah, khổ lắm em mà. Người bình thường đã không nên ăn bánh ngọt rồi, người mập thì càng tệ nữa, nên thôi luôn. Đây là pie cake, bánh bí, rồi sweet banana cake, bánh chuối ngọt, đấy. Moon cake, bánh mặt trăng, bánh trung thu, chung cake, đấy. Rồi gì nữa, round sticky rice cake, bánh dày tròn, ha, đó, ngon nhờ. Okay. That's the Vietnamese dishes, những món ăn Việt Nam á. So listen. It's a dish from the UK. It's a gì? It's a dish UK. From the UK. It's a dish, like it's a plate. Thing. It's a dish from the UK. It's a dish from chỗ nào? It's a dish from the UK. The UK. Yeah, right, from the UK. And next. What's it like? Hỏi gì vậy? What's it like? What's it like? Nó như nào? Chứ không phải nó thích gì nha. What does it like mới là nó thích cái gì. Còn what is it like là nó như thế nào. What's the weather like? Hả? Là thời tiết như nào? Thì mình trả lời là it is vâng 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 mây mây ha. What's the weather like? Yeah. Yeah. What's the weather like? Yes, right. What's the weather like? And all right. So what's it like? Let you know. In the UK. What's it like? It's sweet. Can you see the? It's yeah. Right. Can like, it's sweet. It's sweet. 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 Okay. Like, it's sweet. Can you see the circles? This is an example. Listen. Yeah. Two. And what's that, Miss Brown? This is curry. What's that? This is curry. 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 What's curry? It's a dish from India. What's that? What's curry? It's a dish from India. It's a dish from India. Right. Whoa, India!
Nó hỏi where's India, cái bác khóc luôn. Rồi, so India is in Asia. India's in Asia. Đấy. Hoặc là mình có thể nói là India is an Asian country. Đấy. À, Ấn Độ là một quốc gia thuộc châu Á, nên Asia là châu Á, Asian là thuộc châu Á. India's in Asia. India. Trời ơi là trời. India's in Asia. India is an Asian country. Thì để ông đọc chậm để mình nghe cho nó dễ. India's in Asia. India is an Asian country. Rồi, vô em. Indian Asia. Nè, chữ này là chữ ZH nè. Ha, cái này nhìn có vẻ là ơ, nhưng sẽ đọc là A theo ở chữ ở trên này. Nên là Asia. 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 Asian. Yeah. Asian. And? Asian. India. Huh. Cái này là Asian. 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 Okay, so, vậy thì mình sẽ nói là 3. Sau Việt Nam là ở châu Á thì nói sao? Việt Nam ở trong châu Á. Việt Nam. Is. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam hay Vietnamese? Việt Nam is. Việt Nam is ở trong châu Á. In Asia hay là in Asian? In Asia. That's right. Asia. Tại vì nó cái gì mà nó ngắn hơn nó là danh từ. Đấy. Còn á mình nói là đây nè, Asia nè, thấy không? Ngoài ra thì mình còn có một số cái châu khác như là đấy, Asia nè. People who live in Asia. Những người mà sống trong châu Á. Còn Asian countries nghĩa là gì? Những đất nước thuộc. Những đất nước thuộc châu Á. Nè, 49 countries of Asia nè. 49 quốc gia của châu Á nè. Trong đó có Việt Nam nè. Đấy. Đây là người anh em thân thiết của Việt Nam. Chị Na. Thế cái cờ cũng giống nó nữa, thấy ghét. Rồi. And here. What's it like? It's spicy. What's it like? Hả? Nó như nào? What's it like? It's spicy. It's spicy. Spicy. This one is made with chicken. Okay, it is made. Made là gì em? Made with love là nghĩa là sao? Bánh kẹo á, mà make with love á, thì là bánh kẹo làm sao? Làm ra. Làm bằng gì? Tại. Làm bằng. Làm. Làm bằng tình yêu. Make with love. Ý là người ta nói người ta dùng cái tâm của người ta để người ta làm á. À, chứ không phải là tiền đâu, biết không? Người ta bán bánh nhưng mà người ta thích là làm bằng tâm, biết không? Đấy. Đấy. Còn tiền là bonus thôi. And so see. This one is made with chicken. What is it made with? Nó made with cái gì em? It's spicy. This one is made with chicken. Made. Mình đang dùng bị động của nó nha. Made. Is made with chicken. Đấy, mình đang dùng gì nè. Thế nhưng may mình lấy cái vớt 3 này của số nè. Hiện tại, quá khứ và hoàn thành. Nhưng mà cái này cuộc thứ 3 người ta được gọi là vớt 1, vớt 2 và vớt 3. Có những động từ á, nó thay MIDI bình thường lắm. Thí dụ như là enjoy đi, thì thay MIDI thôi. Đó, gọi là động từ có quy tắc là cũng là vớt 1, vớt 2, vớt 3 luôn. Nhưng có những thằng nó ra như này là mình phải thuộc lòng. Thì mình lấy cái to be này xuống á, là mình thêm cái to be vô. It is made with chicken. Đấy.
Nó được làm bằng thịt gà. Đấy. Nên em sẽ thấy ở ngoài chợ người ta để là handmade. Handmade nghĩa là sao? Handmade là Làm làm bằng bằng tay. làm được làm bằng tay, dịch ra là chính xác là được Được làm làm bằng tay. bằng tay. Đấy. Handmade. Ui, hồi xưa chị làm cái này chị đi bán nè. Ấy, chị làm cái này nè. Chị có thể nhìn một cái là chị làm được. Đấy. Xong Dữ. xong ở nhà có mấy in in mẫu ra đem lên trường chào hàng bán. Quá dữ quá dữ. Hồi xưa không biết quê, không biết ngại á, có tiền là được, mua đi mày. Mua tặng bò đi. Oh, I don't like chicken. It's nice. You can eat it with rice. Okay, what can I eat it with? What can I eat it with? It's nice. You can eat it with rice. You can. Hồi bữa mình nói về can you can chưa em? Dạ rồi. À, có thể đọc là can you can. Dạ là can. À, mình nghe you can nè. I don't like chicken. It's nice. You can eat it with rice. You can eat it with rice. Rice. Yes. Nói nguyên một câu là you can eat it with rice. You can eat it with rice. Nè, you can eat it. Hoặc là you can eat it with rice. You can eat it with rice. Yo. You can eat it. Eat it with rice. Okay, with mà đọc được thành chữ đờ đờ này nữa thì perfect, perfect. With. 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 Okay, that's it. And next. You can eat it with rice. I like rice. I like rice. Four. And this one is my favorite. What is it? It's chili. What's her favorite? And this one is my favorite. What is it? It's chili. Chili. À, okay. Favorite là gì em? Dạ, yêu thích. À, nó vừa là tính từ, thí dụ như my favorite food. Hoặc mình có thể nói nó như danh từ. It's my favorite. This one is my favorite. À. This one is my favorite. À, cái này là cái tôi thích. Ha. Thì mình thấy nói là you're my favorite. You're my favorite. Ấy. Ấy, chị trong một nhóm 5-7 anh xong you're my favorite. Cho nên quay. À, tá, tá, quay nè con. Ấy. This is your my favorite nè. Ấy. Anh là à, em thích anh nhất. Xong mấy anh kia là em thích nhì, ba, tư. You're my favorite. Đúng rồi. Đúng không? Đánh nhau rầm rầm luôn. Quá hạnh phúc. Đấy. Mỗi ngày có thể mình có thể đổi người cho đỡ chán. It's spicy. Is it a dish from India? Is it a chili? It's spicy. Is it a dish from India? Is it a plate? Hay là is it a dish? Spicy. Is it a dish from India? Is it a dish from India? Is it a plate hay là a dish? Hồi nãy nói Việt Nam dish là gì? Dạ là món ăn à, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam national dish nè. À, có nghĩa là món ăn quốc gia Việt Nam. Đó là canh chua. Canh chua chua. Sour soup. Chị nghĩ là nó sẽ được gọi là sour sour fish soup. Chắc là vậy. Canh cá chua. Ví dụ vậy. Ayo, ayo. Không phải sốt, mà là soup. Ê. Quá ngon, quá ngon. Chết tôi rồi, sweet and sour soup. Canh chua ngọt á em. Sweet and sour soup. Yeah, good, 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 good. Good, good, good. Nhưng mà double từ, double từ. Vietnamese sweet and sour tamarind fish soup. Tamarind là? Tamarind. Đây, đây tamarind là? Me. À. Đấy, canh me. Đấy, canh me chua ngọt. Nó sẽ nghĩ là trời canh gì mà bỏ me vô trời.
ở bên Mexico nó có canh bằng chanh đó nha em. Lime, lime soup Mexican lime ha. Đây nè, Mexican lime soup mới đúng. Và tính từ là phải để trước danh từ ha, là canh chua thuộc Mexico. Đấy, Mexican chicken lime soup nè, thấy khủng hoảng chưa? Nó chơi nguyên trái chanh vô luôn. Ở mình Ghê nữa chứ nó kêu mình yeah, mày bỏ khế với mày bỏ chè, mày bỏ khế với mày bỏ me vô, ta mày nói ai? yeah. No, it's a dish from the USA. It's No, it's a dish from the USA. No, it's a dish from the USA. It's It's a dish from the USA. this Dish from India? No, it's a dish from the USA. From đời gì? you It's a dish from the USA. you you US, you are UK, US US hay USA? Say. No, it's a dish from the USA. Nước nào? you No, it's a dish from the USA. It's a dish from the USA. Mỹ Anh hay là Nhiều Ấn? No, it's nhiều a dish from the USA. nhiều Mỹ À, nhưng mà sao đọc US hay USA? It's a dish from the USA. USA USA. USA á, sờ em nói với ai thành say? USA. USA USA Đúng không? À. ừ. USA US nè, S nói với ai thành say? USA USA À. Rồi, next. Next. Ok, here we go. Chè. Chè này thì nó sẽ gọi là sweet soup. Nó kêu là sweet soup, Việt Nam sweet soup. For example, thì mình có thể nó gọi là dessert đó em. Dessert là món gì? nhà tráng miệng À, tráng miệng, món khai vị là gì? cái vị lâm À, mình sẽ đi theo là appetizer, starter, appetizer, main course, dessert. Rồi, here we go. Starter là người Anh, còn người Mỹ sẽ gọi là appetizer. appetizer Appetizer. appetizer Yo. appetizer Ok, người Anh gọi là starter. starter Start. Starter, Yes, starter. đây là UK nha. UK là khai vị. Còn US á, là appetizer. À, tại vì appetite là cái khẩu vị, appetizer là cái đồ mà dậy lên khẩu vị của mình, gọi là khai vị. Đấy, appetizer nè, đấy, easy appetizers, những cái món khai vị dễ dễ làm ha. Rồi. And next mình có main course. À. Main course. Main court. Main Was. course. Main course. Main. Main course. Main course. Yes, là món chính ha. Rồi, tại vì cái main là chính, course là cái giống như cái khóa học hoặc là cái tiến trình, nhưng mà nó còn có nghĩa là cái món ăn nữa. Thí dụ như một bữa ăn mà em có 3 món thì em sẽ gọi là three course. Đấy, main course nè, món chính nè. Còn nếu em nói là three course meal, bữa ăn 3 món. Ngon lành cành đào rồi đúng không? À, a three course meal. À, bình thường mình trong bữa ăn mình tầm 2 món, một món rau và một món kho. Đòi hơn là má chửi cho. Giỡn chứ. Thường thì phải 2-3 món kiểu vậy á. Rau rồi mặn kiểu đấy. Dessert đây. Dessert. Dessert hoặc là Dessert. dessert.
Dessert. Dessert. Cái sự thú vị á là khi em bỏ bớt một chữ sờ đi á, nó là sa mạc. Desert. Đó là desert. Desert. Ờ, nên người ta mới nói là no dessert in desert. No, yeah. There's no dessert in desert nè. À. Đấy. There's no. There's no dessert in desert. Đúng không? Nó nói quá chuẩn luôn chứ gì đúng không? No cake là chỉ có sand thôi. Chỉ có cát thôi. There's no dessert in desert. Nhấn ở đi. Đi dessert à dessert là nhấn ở dessert, còn desert là nhấn ở chữ đế. Okay. So, there's no dessert in desert. Đọc cứ sai hoài, lộn hoài mấy chữ này. Next. Okay, so cái này người ta gọi là dessert á, ha. Dessert sweet soup Việt Nam, dessert ha. Huh? Đây. Đây, món tráng miệng dessert nè. Đây. Tan tan Vietnamese sweet soup. Wow. Nhìn là thấy tiểu đường rồi. Wow. Em biết không, đường nó rất là có hại, nó hại tàn tật luôn. Nó là mập ảo mà nó là hại tàn tật nhưng vẫn ngon. Đường nó giống như là thuốc thuốc phiện mà hợp pháp vậy đó em. Tại vì nó gây nghiện nhưng nó hợp pháp. đúng rồi nó gây nghiện thiệt chứ. Bên này mấy người họ mập cái gì ăn ngọt dữ lắm. Mà bên này được cái thuốc nó tốt hay sao, rồi sao thuốc mấy đường này kia nó tốt rồi nó cũng đâu có nữa. Không đó không em ăn mà. Dân Mỹ thuộc cái dân nhóm dân mà unhealthy nhất thế giới, bệnh nhất thế giới á, nên cái đợt Covid em biết chết nhiều á là tại vì miễn dịch người ta rất là kém, tại vì không lành mạnh á. Phần đông là nó ăn uống ái lắm. Béo phì rất là nhiều. Phì lắm. Gớm, bánh donut gì đâu mà chiên xong rồi rải đường lên. Rồi nhúng thêm lớp đường nữa, rồi rải mật. Thí dụ một chén chè như vậy á, là chị chỉ múc được một muỗng ăn cho biết rồi thôi. Chứ đâu có dám ăn nhiều đâu em, chờ thập cẩm nè. Ăn xong rồi tập chứ chị. Không, nói chung cũng ăn nhưng mà ăn ít ít ngọt thôi. Đó, kiểu vậy. Thailand sweet soup. Ăn xong rồi tập. Kiểu cơ địa của mình đó em. Cơ địa của mình nó dễ mập á. Nó dễ tích mỡ. Ok. Chè is a dish from Vietnam. It is sweet. People eat it after lunch or dinner. It's very good. Bún bò Huế. Bún bò Huế thì nói gì bằng tiếng Việt, tiếng Anh ta? Là Huế beef noodle. Huế beef noodle. Đấy. Chắc là vậy. Beef. Hue beef noodle. Beef. Beef noodle. Yes. Ok. Đây. Ấy. Ấy. Hoặc là Vietnamese spicy beef noodle. Nghĩa là gì? Spicy là gì? Cay. Đấy. Authentic dish of Central Vietnam. Authentic á, em nó authentic là nó ngược với fake á. Fake là gì? Hàng fake á. Fake. Hàng fake á. So, hàng fake, hàng giả, hàng replica bản sao và hàng authentic nghĩa là hàng chính hãng nha. So, authentic dish có nghĩa là một món ăn chính hãng. Là món ăn, là một cái món mà chính luôn á, món thật á, nghĩa là món gốc á, an authentic dish of Central Vietnam. Đấy. An authentic dish of Central Vietnam. Đấy. Khi nào em giới thiệu bản thân em với bạn á, thì em có cái là authentic. I'm authentic, anh là anh thật lắm. Đấy. Anh là anh thật lắm. Thấy em mập là anh nói anh mập thôi. Thật vậy được. Thật vậy dễ hao răng lắm em.
trong cái bảo tàng chia tay á, những cái món đồ mà người ta chia tay xong người ta gửi vô cái bảo tàng đó để khỏi phải đi quăng uổng, mà giữ lại thì ngứa mắt. Thì có một cái cuốn sách á, là cuốn sách cách để giảm cân, và đó nói thằng bồ tôi tới tặng cho tôi xong tôi chia tay đó luôn. Go. They like spicy and sweet food. There's always something good to eat in Vietnam. Rồi, ok. Đọc đi em. Chè is a dish from Vietnam. It is sweet. People eat this after lunch or dinner. It is very good. Bún bò Huế. It's a soup from Vietnam. It is spicy. People in Vietnam eat Curry. curry to their like spicy and sweet food. Theirs. There It's there's always. always there always something good to eat in Vietnam. Okay, eating. Eating. Dài ha. Nó sẽ khác với cái it là nó, cái này là it, còn cái này là eat. Đấy. So, eat, it is. It is. Đọc cái này đuối luôn. It eats. It eats. It eats. Yeah. It eat. Eat, eat. Rồi, cái yên ngắn, cái yên dài. Alright, so bây giờ mình thử flavor đi ha. Bây giờ, alright, vậy bài này dịch sao em? Ở đây mình có chữ people nha. Person, people. Right, two people trở lên là p, chứ không phải pew. People. Yo. People. Person. Per. A person. 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 Chứ khi nào mà cứ hai người trở People. lên là people hết, nhưng mà nếu mà trong pháp luật thì người ta mới kêu là two persons. Đó, đó mới thành mét là hai cái cá nhân á, hai cái người gì đó mình khi mình nói về pháp luật. Rồi, here we go. We have noodles, rice, lunch, tea, soup and curry. Rồi sao? Giờ quánh sao? Bây giờ mình nói là what are you talking about? Người ta có nói về noodles trong này không? Dạ có. Rồi, rice. Rồi Rice. noodle làm gì? Noodle là mì á. Dạ. Có nói về Mì noodle không? Mì hoặc ủa, bún. bún chứ. Mì hoặc bún. Vậy có Rồi là bún là rice. làm từ từ Không, gạo đừng suy vậy em. luôn. Rice, có nói về rice không? Do you talk about rice? Không. Lunch. Lên nó có Tea. đi cầm Tea, chi trà, không có có không? Iced tea, trà, có thêm đá, được thêm đá. iced Ice, tea iced I là ice là đá đó, nhưng mà iced cũng là động từ, so iced là được thêm đá. Tea, trà được thêm đá, nó không tự thêm đá được. Nó có nói về soup không? Do you talk có what soup? Soup gì? Soup gì? xếp Soup ngọt á? nhiều Soup ngọt á? Là chè đó. So, sweet soup nè. Đấy. Đó, sweet soup.
Việt Nam thì dessert. Buồn quá. And all right, speaking, what's curry? Bây giờ em sẽ nói nha. Curry is a dish from India. What's it like? It's spicy, huh? So I'm gonna ask you, what's rice pudding? Rồi em mới trả lời là it's a dish from. It's a dish from Vietnam. Really? Rice pudding á? Rice pudding. Rice. Rice pudding. Where's it from? USA. The USA. The USA. Okay. What's it like? What's it like? Nó như nào? What's it like? Nó như nào? Is spicy? Is it spicy? It's spicy. Really? Rice pudding mà spicy hả em? Nó là dessert mà sao nó spicy? It's sweet. 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 Okay, how about apple pie? Where is it from? Apple pie, do you remember? Còn nhớ apple pie không? Đó. Apple pie đó. Bánh táo. Apple pie, dạ bánh táo. What's it like? Where is it from? First of all, where is it from? Where's apple pie from? Is it from Vietnam? Is a dish. It's a dish from. It's a dish from the U.S. The U.S. USA. U.S. USA. You cũng được. Is it chili? Is it long? Is it spicy? Có spicy không? Is it salty? Or is it sour? Có salty hay sour không? Salty là mặn á. Salt là muối. Salty là mặn. Is it salty? Is it salty and sour? Huh? Come. Is it salty and sour? Come. Come. Okay. What's it like? What's it like? What's apple pie like? It's it's như thế nào? It's ngọt. Sweet. 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 Chứ không phải sweet. 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 No, no, no. Nhanh lên. Sweet. 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 Y dài ha. E và EA là y dài. Nên mình phải nhanh nhanh một chút. Lemon is sweet. Lemon is. Hay là sour. Sour. Hay là bitter. Bitter. Ngon không? Có người đọc cho nghe luôn. Sướng quá sướng. Bitter. Really? Yes. No, lemon is not bitter. It's sour. Bitter là đắng. Yeah. Love is bitter. Ice cream is. Đúng không em? Love is bitter. Love is bitter. No, love is bitter. Bitter. Okay, okay. Đấy, đấy, nó đó. Đấy. Love is bitter. Nó chỉ có đắng thôi. Ở mình Việt Nam mình đặt. Bỏ thêm chữ cay vô. Nó có nói spicy đâu. Love is bitter. Đúng không em? Love is bitter, đúng không? Chần 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 chần. Chần chần. Hoặc là bitter sweet. Có nghĩa là vừa cay, vừa đắng mà vừa ngọt đó em. Ha. Vừa đắng có nghĩa là buồn vui lẫn lộn á. Ý người ta nói bitter sweet là ý nói vậy. Love is bitter sweet. Bitter sweet. Ok. Rồi, ok. Cay đắng ngọt ngào.
Love is bittersweet. Thì đắng cay lẫn lộn nha. À, ngọt đắng lẫn lộn. Nói vậy thì nó đúng hơn. À. Là nói chung là bittersweet. Ha. Bittersweet. À. Hôm nào mà nó quánh mình một phát á, thì đắng. Còn hôm nào nó quánh nhiều phát á, thì cay. Ha. And ice cream is... Ice cream is sweet. Bitter. Salty. Sweet. 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 Coffee is. Coffee is. Sweet. Salty. Bitter. Bitter. Sweet. Salty. Chọn nào. Bitter. 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 Có salty bitter. Không? Salty. Yeah. Có. Cà phê muối á. French fries are. French fries are. Sweet. Fine. Salty. Sour. Salty. Salty. And. What's your favorite flavor? What's your favorite flavor? Sweet. Sour. Bitter. Sweet. Salty. Sweet. Sweet. Tưng tưng. Cái nào cũng đúng hết. Yeah, that's it. Thank you. Thank you. Về nhà chị gửi thêm từ bài tập cho ha. Đừng lo em ơi. Thank you. See you. Yeah. Okay. Bye. See you.